Kính chào anh em bà con cô bác nha. Dạ em mới vừa qua chỉ xong con máy Isuzu 4KH1. Có bữa nay có hai anh em đi à, nên phải xuống máy. Đang quay clip hả? Vậy rồi cầm máy quay tôi chạy cho. Cái đó kiếm cái con bù lon tán gì nặng nặng cho nó chìm xuống để nó nổi ống lên. Để tốc độ cao là nó bị bét á. Kiếm cái gì nặng nặng cho nó chìm xuống. Trong đó có một cái cây chìa khóa gì hoặc cầm xuống luôn, dắt vô lỗ luôn á. Không có gì nghe đấy nặng á. Ai thấy bù lon vô cái đầu ống nó nổi lên là dính bét nha. Rồi nổi cái co đầu ống lên thôi nha. Đi nó cái ống còng á, nó hút rồi nó co cái ống ngược lên lỡ bọng dầu á, chéo cục tạ đi. Chắc kính quá hồi cái nào nó móp can á. Thôi. Cứ khi nổ đi, cặp vô nổ đi, nổ thử đi. Nổ thử đi. Nổ má hả? Nổ thử đi. Đợi cái lắp rồi chạy đi. Nổ má thử đi. Để chúng ta có đẹp cái nào mà đó. Nổ. Để chạy đi. Để chạy đi. Chạy ra cái dầu à. Chỗ nó ngồi dưới này nè, Tân kéo con nhỏ ngồi dưới này nè. Thức rồi, không sao đâu. Chạy đi lên chảnh đổ dầu đi không? Ra nhổ. Quá. Rất bạn rồi. Mới lên bạn đó. Chưa chờ. Tự lên tí ơi, chưa có quen tí tí ơi. Có cái chỗ mấy rồi. Thì thầm như chó thở luôn nha. Canh canh rồi tăng đưa nó lại chứ đó chưa có tăng đưa. Dặn đại đó. Dặn chỉnh cái gà lên xíu lên xiên ơi. Dạ. Đủ đủ đủ. Chú rồi mua. Cắt đi. Vô cái bao rồi. Quá xuống khai đau đẩy vô cái bao ông nội ơi. Mạnh lắm. Này là ấp gì ta? Ấp cũng sẽ khoái à? Có gì khoái rồi? Không có Hòa Phú. Hòa Phú. Hòa Phú xã xã Hòa Thuận. Hòa Thuận thấy gỗ hoàng. Hòa Thuận. Hòa Thuận huyện Dòng Riền. Hòa Thuận. Bến Phà Công Binh. Bến Phà Công Binh. Ở đâu Bến Phà Công Binh ở đâu? Cái cầu đó, cầu Công Binh đó là Bến Phà đó. Anh xin đưa em hỏi chèo anh xin. Cái gì vậy? Rửa chỗ nào không có bao á. Ghé đổ dầu anh hai. Ba ba cái bọc. Rồi lên nước không? Lên chứ. Để nước trước cho nó lên đây. Đó gì vậy? Xuống. Nổi đi chứ mày tỉnh tay cho nước nó ngập dính hết rồi. Rớt rớt lên trước luôn. Rồi cho đồng chỗ lên.
vàng, chú mở vàng, chú về đi. Rồi rồi. Rồi cho đồng đồng nhỏ ngồi nghiêm chuyện đi. Rồi. Ba con ổn định chúng rồi nha. Rồi hốt đi. Đó để tôi máy à. Không, cấp đạo anh chạy nương thôi, đủ nó bạc. Chạy cảm giác thử nó im không ha, hồi giờ hồi góp ý ha. Đường vô thế mình làm mới lại đó. Thì chạy thử đi người biết là có gì đâu. Chạy lại lắm rồi, chạy lên đây nè. Bỏ kẻ được không? Là cảm giác nó im hay không? Ôi Mút để ý lấy cửa cua sắt bằng gà cái. Làm cái tăng đưa găng kia rồi. Ai biết đâu hổm mới kêu nó làm này. Tăng đưa kia thì nó bao lâu nó hư găng chưa à. Chị nghe đó bà. Chị ngậm cây hàng đó. Ê ngậm đi, nó ngậm gì chị. Bây giờ lấy lưỡi đá cắt mình khứa ngang cái rồi ngay chân cái đó nó không bị tuột. Quá cho cái xe bự luôn.
đó nó đúng rồi bon. Cái vỏ này á tại chân bụng gủng chưa bị dữ lắm nè. Ê, cái nắp bình xăng này chừng chừng nó ăn nhiều hơn nè. Có nắp đựng vớt mà đựng dầu nè, hay là mình lấy cái gì cũng được, đẩy này lại nó nặng, nó đẩy chạy nó gạch cái đít xuống dữ lắm mà. Không biết đâu, ở đâu phải xứ đây đâu. Đâu phải xứ ở đây đâu biết. Con còn không biết nữa mà. Chú biết sao người đi cao thấp không? Nói chú nghe. Vỏ là đóng dữ lắm á. Cái đó thì đẩy cái một cái gì đó, chạy cặp cái là chìm luôn. Trống quá. Bây giờ ổng phục giò kìa, phải nâng cái sạp cao lên. Lùng lùng đâu chạy tới. Có ghé chợ nãy không? Ghé chợ nãy không? Chạy vô cây à. Ủa, ghé có ghé chỗ nãy không? Ghé cho ba em lên chỉ đường chạy vô chứ không đâu đến chỗ luôn.
Rồi thử nữa không? Mà vô đây thử tôi qua người ta chịu chết à. Cảm nhận được cái máy em giao máy là sao? Không có, như anh chạy cái máy như nó im hay không, mức độ là sao? Chạy máy nhỏ quen rồi, chạy máy bự này lái mệt quá. Như anh chạy cái máy làm nhân cầu em làm im không? Hay là nó rung hay sao? Anh cứ bình lưng không máy. Không, chạy bình lưng. Là im ha. Chạy quá sợ bà con chữ quá. Chạy đi vừa ha. Em nói anh nghe, nói này anh đừng có buồn nha. Anh đừng có chán cái này. Đừng có chán cái này. Anh chạy nữa, ta lấy đá ta chọi anh đổ được cái này luôn. Đúng. Chở bự nha, chở được nhiều đá. Chạy cứ anh cứ chạy tốc độ vậy đi trong cái kinh nhỏ này nè. Thôi kinh này đi vô với vỏ với máy này kêu mà. Là anh đủ đổ đây luôn á. Chạy cả kinh công binh nãy vậy đó mà mới chạy được. Đây, vỏ gió hình đây. Mình giao thành công vì con Suzuki 4K H1 với 5 ly và mình xin được phép từ giả. Đây, mình lên quay nhận gạo coi. Gạo trên nhà hả? Sao mà có xe gùa không anh? Xe gùa mình đẩy cho nó nhẹ. Về hai thằng đẩy ỉa nè. Về dưới á. Ở dưới chắc mình môi ra quá đặng. Môi ra đẩy mới nổi. Đây là cái số gạo mà mình nhờ bên chỗ anh Tân với anh Thực cung cấp gạo để bữa mùng 1 âm lịch tháng 7 để mình đi phát gạo cho bà con cô bác qua hoàn cảnh khó khăn. Đi mà món quà nó không lớn nhưng mà nói chung là tấm lòng thôi. Đó. Đi nhà luôn nha. Không có cha đứng đi, đỡ không? Giang bóc giác thức ăn. Mấy giờ ghé đổi gạo rồi. Cái máy tán gạo vậy đó. Em hồi đó em làm dàn nhà em ginh 70-80 kg. Bây giờ em ginh không nổi. Rồi vô phụ rồi đấy, hồi bắt tài này ông cho đi bộ về. Đây mình đang chở gạo. Ê, nín thở hết chứ nha. Chở gạo mà liếm be cỡ này nè. Cho chắc cỡ thôi, chừng lóng tay nước đụng nước. Má không lên đâu, lên nhà từ thiện với ụ má tặng mấy ghe nữa. Mấy ghe đi làm từ thiện luôn. Phải tặng được nguyên cái phà nó ngon dữ á. Phà nó chở cũng 3 4 tấn à. Nhiều à. Có 3 4 tấn. Cái đó mình giữ ruộng hay sao mà phải có làm cái mua nó gì chú? Chở mấy chạc. À. Chở mấy sới á. Màng ơi, đây đó cũng phải mấy nữa. Ủi vô chứ. À nước là sát meo luôn thì ghê quá. Vừa cái nào nó sưng sế gì. Nãy sưng qua trên trái lên xe uống cho nó mát. Dạ nó có cái mẫu đó chứ nó đâu chạy mẫu khác đâu. 39 là 39 trơn luôn. Rồi tắt đi. Qua đây bớt đi, nín thở rồi. Ở dưới lái giờ. Lái bự luôn. Vỏ nhỏ nhỏ ở dưới. Lát nước tới ghê chật.
Trời ơi, lém rồi. Rồi mình chở lúa rồi cũng khẩm gì luôn hay sao? Để bè không ra, chập cái chập rồi. Ướm không? À dưới lá vỏ lớn lớn không à. Qua sông không sợ mà. Con này lâu lắm rồi, vỏ này mấy cây số. Vỏ hơn tôi có 3 năm đó. Dữ vậy hả? Lúc mà tôi, ba tôi đóng vỏ này là mẹ tôi ẩm tôi đó. Trên đây là cây gỗ xịn xịn thêm cái nước ngọt nữa thì thể biết nào hư. Vỏ mới xíu xíu à, vỏ lại này đâu. Cái đầu gặp cái vỏ bùa mà chết. Thấy hai ông đỡ cái mệt quá. Giờ mình giác xong rồi, cảm ơn chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của các anh các chú đã hỗ trợ liên tiếp hai anh em với tổng cộng số lượng này hơn 1 tấn gạo. Anh em nó phê độ. Tù má bánh xe này nó mềm luôn rồi nè. Không bánh vỏ vậy đó. Gì hả? Bánh trong nữa đây, nó đang nghiêng qua đây nè. Bánh trong rồi giờ mình về thôi, hẹn bà con có bắt một clip sau nha. Cảm ơn bà con.